Mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới chuyển động trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Vâng thưa quý vị, giới chức Mỹ hôm nay bày tỏ quan ngại trước việc quân đội Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận xung quanh đảo Đài Loan với sự tham gia của hàng chục tàu chiến và máy bay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố rằng Washington rất quan ngại về các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc, ông Miller đồng thời nhấn mạnh, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hành động kiềm chế và tránh mọi hành động tiếp theo có thể làm suy yếu hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và trong khu vực rộng lớn hơn. Nhà chức trách Đài Loan cho biết, từ 5 giờ đến 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương, đã phát hiện 25 máy bay Trung Quốc, trong đó có 16 máy bay vượt qua đường trung tuyến, điểm phân định không chính thức ở eo biển Đài Loan mà Bắc Kinh không công nhận. Ngoài ra, tổng cộng có 11 tàu chiến Trung Quốc cùng các tàu cảnh sát biển đã được phát hiện gần eo biển Đài Loan. Những máy bay và tàu chiến xuất hiện khi Trung Quốc cùng ngày thông báo về cuộc tập trận gần Đài Loan. Liên minh châu Âu EU lên án mọi cuộc tấn công và các phái bộ của Liên Hợp Quốc. Đây là tuyên bố được ông Josep Borrell, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU, đưa ra hôm qua cho phản ứng trước việc lực lượng phòng vệ Israel nhằm vào phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban. Tuyên bố của ông Borrell cho biết những cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những cuộc tấn công như vậy phải chấm dứt ngay lập tức. Theo ông Borrell, EU bày tỏ mối quan ngại đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel nhằm vào phái bộ ở Liban, khiến một số lính gìn giữ hòa bình bị thương. Trong tuyên bố, ông Borrell cũng cho biết tất cả các bên trong cuộc xung đột đều có nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc. Tại giải Gaza, lực lượng Israel hôm nay tiếp tục các cuộc tấn công. Cùng ngày, xe tăng Israel đã tiến đến rìa phía bắc của thành phố Gaza, thành phố lớn nhất ở giải đất này. Các nhân viên y tế ở Gaza cho biết sáng nay 3 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương khi Israel không kích trúng một lều của người Palestine. Đang tạm trú trong bệnh viện Al-Ashtar ở thành phố Deir al-Balak, miền trung giải Gaza. Quốc đội Israel cho biết họ đã tấn công các chiến binh hoạt động từ một trung tâm chỉ huy bên trong khu phức hợp, cáo buộc Hamas sử dụng các cơ sở dân sự như bệnh viện cho mục đích quân sự, điều mà Hamas phủ nhận. Người dân cho biết cùng ngày lực lượng Israel với sự yểm trợ của xe tăng đã cô lập các thị trấn Beis Hanoun, Jabalia và Beis Lahiza ở miền bắc của giải đất khỏi thành phố Gaza, chặn đường ra vào giữa hai khu vực này. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua cho biết, sau 9 lần nỗ lực, các nhân viên của WHO và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine đã tiếp tế được cho 3 bệnh viện nằm trong vùng phong tỏa của Israel ở phía bắc Gaza. Trong dòng trạng thái đăng trên trang X, ông Tesrot cho biết, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, các tài xế đã bị tạm giữ tại một trạm kiểm soát của Israel, điều mà ông nói là không thể chấp nhận được. Theo WHO, 13 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển từ bệnh viện Kaman Adwan đến bệnh viện Ansifa sifa ở thành phố Gaza. Nhiệm vụ tiếp tế cũng đã cung cấp hơn 40.000 lít nhiên liệu để duy trì hoạt động của các bệnh viện Kamal Adwan, Al Adwa và Al Sahaba cùng với 800 đơn vị máu, thuốc men và vật tư thiết yếu. Thưa quý vị, trong hơn một thập kỷ, lực lượng dân quân bang Polo Đông Bắc Nigeria đã hỗ trợ quân đội thu thập thông tin tình báo và tham gia chiến đấu. Những nỗ lực này đã giúp chính quyền bang giành lại hầu hết các khu vực do Boko Haram tổ chức bị coi là khủng bố chiếm giữ. 15 năm ở tuyến đầu chống Boko Haram đã đưa lực lượng dân quân bang Porno trở thành một lực lượng chiến đấu kiên cường. Các hoạt động phối hợp của lực lượng này với lực lượng an ninh Nigeria đã giúp họ được công nhận. Ông Lawan Java, lãnh đạo lực lượng, chia sẻ. Cách đây 15 năm, không ai có thể đến nhà thờ Hồi giáo hoặc thậm chí là chôn cấp người thân trong nghĩa trang đó là lúc chúng tôi quyết định phải chấm dứt những hành động tàn bạo của Boko Haram. Chúng tôi tập hợp lại và thành lập lực lượng dân quân, bắt giữ và giao nộp những kẻ nổi loạn cho lực lượng an ninh. Các hoạt động phối hợp này đã giúp loại bỏ các tay súng của Boko Haram khỏi hầu hết các khu vực mà họ chiếm đóng. Ngoài việc tham gia vào các hoạt động, các nhóm dân quân còn là nguồn thông tin tình báo quan trọng cho lực lượng an ninh Nigeria giúp kiểm tra và ngăn chặn việc Boko Haram đưa vũ khí vào các khu vực dân cư. Kết quả là các cộng đồng địa phương tìm được sự bình yên cần thiết để phát triển. Ông Hassan Boguma, một lãnh đạo ở cộng đồng Pono, cho biết, Bây giờ, chúng tôi có thể tạo ra một cộng đồng kiên cường. Bạn biết đấy, những người đàn ông trẻ tuổi luôn sẵn sàng chiến đấu vì người dân và vì chính họ. Lực lượng dân quân cho biết Boko Haram hiện đang rút lui và nhiều thành viên của nhóm đã chuyển sang tham gia vào lực lượng dân quân địa phương. Ông Java, lãnh đạo lực lượng dân quân bang Pono cho biết. Chúng tôi đã thuyết phục nhiều người trong số họ tham gia cùng với chúng tôi để chiến đấu với những đồng đội cũ của họ và chúng tôi đã thành công. Nhận định về những đóng góp của lực lượng dân quân địa phương ở Nigeria, ông Kabir Adamu, nhà phân tích tại công ty quản lý rủi ro Pekon cho biết, tôi nghĩ đó là mô hình dành cho nhiều nước để chính quyền hiểu được cách dân thường có thể hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm nay công bố người chiến thắng giải Nobel kinh tế. Hoạt động này đã khép lại mùa trao giải Nobel năm nay. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao tặng giải Nobel kinh tế lần này cho ba nhà kinh tế học người Mỹ, gồm Daron Acemoglu, Simon Johnson và James Robinson. Những người đoạt giải năm nay đã có những nghiên cứu giúp mang lại những hiểu biết mới về nguyên nhân tại sao có sự chênh lệch lớn về thịnh vượng giữa các quốc gia. Giải Nobel Kinh tế được công bố và đánh dấu sự kết thúc của mùa công bố giải Nobel năm nay. Các lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển và Oslo, Na Uy vào ngày 10 tháng 12 tới. Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ đã mất 2 triệu hecta đất ngập nước trong 12 năm qua. Những phát hiện trong một nghiên cứu mới của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh rằng trong 6 thập kỷ qua, hầu hết các hồ của đất nước đã khô cạn. Ông Ohan Bayir là một trong số nhiều ngư dân sống phụ thuộc vào hồ Ekidir. Nhưng cuộc sống của ông đang trở nên khó khăn hơn. Mực nước giảm khiến hồ Ekidir không còn là nơi mà cư dân của ít nhất 90 khu định cư xung quanh có thể kiếm sống. Ngư dân Ohan cho biết, hãy nhìn xem chiếc giỏ này đã nằm dưới nước 15 ngày, đáng lẽ phải có năm hoặc 10 con tôm càng. Nhưng giỏ không có con nào, vì hồ không còn sâu như trước. Khi mực nước giảm, cá biến mất và tôm càng cũng vậy. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia sản xuất táo và nước ép táo lớn thứ ba thế giới. Một phần tư sản lượng của nước này đến từ các vườn táo xung quanh hồ Ekidir. Mực nước trong hồ giảm khiến nông dân và các nhà khoa học lo lắng. Ông Erol KCC, thành viên Hội đồng Khoa học Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 80% lượng nước mất đi là do tưới tiêu không kiểm soát, nhưng với công nghệ hiện đại, chúng ta có thể giảm một nửa tác động và mối nguy hiểm lớn nhất là hạn hán. Không quốc gia nào khác ở cùng vĩ độ như Thổ Nhĩ Kỳ gặp hạn hán như thế. Bề mặt của hồ Aegide có vẻ vẫn lớn, nhưng độ sâu của nó đã giảm từ 16m xuống còn dưới 6m. Điều này đã tạo thách thức cho giới chức. Thị trưởng Mustafa Ojer cho biết, nếu hồ tiếp tục biến mất, mọi thứ ở đây sẽ bị ảnh hưởng. Mọi người đã rời khỏi khu vực này. Tôi đã đưa vấn đề lên Bộ Môi trường và bây giờ họ đang giúp chúng tôi. Các nhà khoa học cho biết không chỉ Algida mà 186 trong số 240 hồ khác ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang cạn kiệt. Trong 60 năm qua, mà tốc độ mất nước cũng đang tăng lên khi biến đổi khí hậu trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều hồ ở vùng bắc Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ cạn kiệt sau đợt nắng nóng hồi tháng 7 năm nay, đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất tại nước này trong 53 năm qua với nhiệt độ cao nhất lên tới 45,9 độ C. Thưa quý vị, còn 3 tuần nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, Arizona vốn là thành trì của đảng Cộng Hòa. Nhưng trong cuộc bầu cử năm 2020, cử tri ở bang này đã bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Theo giới phân tích, cũng như cuộc bầu cử trước, lần này, những cử tri độc lập ở Arizona được cho là sẽ đóng vai trò quyết định xác định người chiến thắng. Cử tri độc lập chiếm khoảng 1 phần 3 ba ở bang Arizona, Số cử tri này cho rằng do không dành sự ủng hộ hoàn toàn cho một đảng nào, nên trong cuộc bầu cử này, họ chọn ứng viên của đảng này. Còn trong cuộc bầu cử khác, họ chọn ứng viên của đảng khác, chứ không nhất thiết chọn ứng viên của một đảng duy nhất. Cử tri Jeff Levin cho biết, Tôi không bao giờ đồng ý 100% với bất kỳ đảng nào. Ý tôi là tôi có thể đồng ý với một số điều của đảng này, trong khi cũng ủng hộ một số điều của đảng khác. Trong những năm qua, cảm giác về sự liên kết đảng phái đã suy yếu ở Mỹ. Những thay đổi thế hệ đang đóng một vai trò lớn dẫn tới cảm giác đó. Những cử tri trẻ tuổi ngay càng miễn cưỡng, có mối liên kết chặt chẽ với bất kỳ đảng lớn nào và một số cuộc khảo sát cho thấy có tới một phần tư số cử tri độc lập thuộc thế hệ chết, Những người sinh ra từ năm 1997 đến năm 2006. Cử tri trẻ Brad Howard cho biết, «Tôi đang đứng giữa, có những vấn đề khác nhau ở cả hai bên khiến tôi không hài lòng». Các nhà phân tích cho rằng việc Arizona có số lượng lớn cử tri độc lập phản ánh lịch sử của bang, nơi có biên giới dài dài 626 km với Mexico, ông Paul Penn, phó chủ tịch cấp cao của tổ chức nghiên cứu High Ground, nói đó là tinh thần độc lập của người dân Arizona, họ không muốn bị cho lệnh phải làm gì. Nhiều cử tri độc lập thích một số ý tưởng của cả hai đảng và không muốn bị ép phải lựa chọn. Do tinh thần độc lập như vậy, nên dù chỉ còn 3 tuần nữa đến ngày bầu cử, nhiều người vẫn chưa đưa ra quyết định cử tri YC Root cho biết, là một người độc lập, tôi thực sự không quan tâm nhiều đến ứng cử viên. Vấn đề chỉ đơn giản là ai là người có thể sống chung, còn ai thì không. Theo giới phân tích, cách trả lời câu hỏi của ông Quay có thể quyết định kết quả bầu cử của Arizona.